Hello, chào anh em. Clip này mình sẽ điểm qua đánh giá sơ bộ về cái update sắp tới này ha. 21 tháng 9, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. À, hôm nay 20 rồi. Vậy là ngày mai là nó đã up rồi sao? Ok. Ok, mình tới nha anh em. Sự kiện đăng ký chinh phục mới. Chinh phục là City 4 đó. Mà bây giờ cho đăng ký đúng không? Trong bản phiên bản 5.10 này, chúng tôi đã điều chỉnh tiến độ tổng thể của mặt trận chinh phục. Chúng tôi đã thay hệ thống sơ loại cũ bằng giai đoạn đăng ký chinh phục mới. Quy trình chinh phục điều chỉnh như sau. Tới đây là mình đã hình dung được rồi. Là hồi trước tới giờ cái chế độ matching là cái chế độ mà nó xếp tem tự động á, nghĩa là cái code mà người dev người ta tạo ra nó gặp rất nhiều vấn đề từ cái lúc mà cách đây nửa năm, từ lúc nó ra Moscow tới bây giờ San Francisco, trải qua bao nhiêu mùa thì nó đều gặp cái vấn đề là xếp tem bị lệch. Và nó gặp một cái vấn đề nữa là cái vấn đề ngoại giao đó anh em, nó ảnh hưởng, nó làm cho game phi thể thao, là những team mạnh lại ghép với nhau lại đập những thằng yếu, thì nó không có tính cạnh tranh gọi là thể thao trong đó, cái tính thể thao nha. Thì ok, thì bây giờ người ta cho mình chọn cái team của mình, tự sắp xếp. Thì để đọc thêm xem, cái này là suy nghĩ hiện tại của mình thôi, suy nghĩ sơ qua. Mỗi mặt trận chinh phục chia 7 giai đoạn khởi động đăng ký. Ký là giai đoạn 2 à. Ghép đấu, thông báo ghép đấu, chiến dịch, tổng kết và kết thúc hơi bị nhiều nha. Ký là giai đoạn 2, ghép đấu. Khởi động bạn sẽ có thể xem quy định, tính năng đặc biệt và phần thưởng của từng chiến dịch. Nghĩa là đọc quy định thôi, biết thôi. Đăng ký thủ lĩnh và tướng của liên minh đủ điều kiện có thể chọn chinh phục để đăng ký. Mình nghĩ là chọn Epic hoặc là chọn Gold, ý nó nói là như vậy. Trong giai đoạn đăng ký, thành viên vẫn có thể tự do gia nhập và rời khỏi liên minh. Tuy nhiên, nếu liên minh không đáp ứng yêu cầu về thành viên để được tham gia chinh phục trước thời điểm giai đoạn ghép đấu thì liên minh đó sẽ không được tham gia chinh phục. Ok, bạn ra vào tự do, nhưng mà đến cái ngày mà nó chốt kèo, chốt mà bạn không có đủ lực thì không tham gia được. À, ok, quản lý liên minh phải chắc chỗ này. Trong giai đoạn ghép đấu lựa chọn chinh phục, bạn đã đăng ký sẽ được chia thành nhiều chiến trường khác nhau. Thứ tự từ cao xuống thấp nhất trong chiến trường là huyền thoại vàng bạc. Cấp chiến trường càng cao thì từng phần thưởng càng cao. Thông số chỉ định cấp chiến trường bao gồm những không, nhưng không giới hạn. Thông số chỉ định cấp chiến trường bao gồm. À, bây giờ mình đọc tới đây mình lại có một suy nghĩ là hiện tại nó có một vấn đề là những liên minh chỉ có mười mấy lực nhưng mà lại phải ghép với những liên minh ba mươi mấy tỷ lực. Mình nói tỷ lực nha, mười mấy tỷ lực mà gặp liên minh ba mấy tỷ lực là kiểu như là vào thế kiểu rùi mũi đánh nhau mà mình ở giữa đó. Thì đó, nó giải quyết cái vấn đề đó. Để tập tiếp theo thì mình có quyền mình lựa chọn chiến trường bạc hoặc là chiến trường vàng ha. Đó, thay vì mình đánh với những thằng to đầu thì bây giờ mình đánh với những thằng vừa tay mình thôi. Ủa, đọc tới đâu quên mẹ. Cấp chiến trường, thông số chiến lực trung bình của mỗi liên minh. Đây là những cái, nó có một cái thuật toán để nó tính những cái con số này. Mình chưa biết ha anh em. Tổng lực chiến nè, lực chiến trung bình của thành viên nè, lực chiến cao nhất trong số những thành viên. À, những người mà có lực chiến cao nhất á, ví dụ như một cái liên minh có lực chiến trung bình là khoảng 130 triệu đi, nhưng mà có những ông tới 200 mấy 300 triệu. À, đó là nó xét những ông đó luôn á. À, vì bây giờ nha, những cái ông boss mà up được cái tuần thành cao á và cắn những cái búp mà mua bằng gold á thì những ông đó là sức mạnh tôi đánh giá là gấp 10 lần những cái bay bình thường. Đánh những ông đó tốn hàng chục ngàn quân cũng không đẩy nổi cái nhà nữa, thậm chí đéo đẩy nổi luôn. Đó, đó là vấn đề. À,
nó tính đến cái trường hợp đó cho anh em luôn. Khá là chi tiết ha, khá là tinh vi đấy. Thành viên liên minh hoạt động, à nghĩa là độ độ nhiệt tình của thành viên nha, nó cũng tính được luôn. Ok, nếu như bọn dev mà làm được như vậy thì tôi khá khen cho nó, nhưng mà tôi khá nghĩ nó khá là điêu. Sao mà nó dò được cái liên minh đó là hoạt động mạnh cỡ nào? À, à, tôi cũng nghi ngờ, tôi học lập trình mà anh em, tôi có bằng lập trình á, thì tôi nghĩ cái này khá là khó để tính đấy. Lập trình IT á, viết code. Sau khi giai đoạn ghép đấu bắt đầu, liên minh sẽ bị khóa cho đến khi kết thúc chinh phục, nghĩa là thành viên không thể gia nhập hoặc rời khỏi liên minh. Ok. Trong giai đoạn thông báo ghép đấu, bạn có thể xem thông tin chi tiết của chiến trường bạn đã được chỉ định. Bạn đã được chỉ định. Thằng leader chỉ định, gọi là đã được. Liên minh không thể được ghép với đối thủ phù hợp, sẽ không thể tham gia chinh phục nhưng sẽ ưu tiên ghép trận trong lần chinh phục tiếp theo. Liên minh không thể ghép. Sao lại không thể ghép với đối thủ phù hợp? Nó đã phù hợp thì nó sẽ ghép được, nhưng tại sao lại không được với đối thủ phù hợp? Chỗ này chưa rõ lắm nha. Sẽ không thể tham gia chinh phục. Ý là nếu như bạn 10 tỷ lực, tôi hiểu là như vậy nè. Nếu như bạn 10 tỷ lực mà bạn không ghép được với một thằng 11 hoặc 12 tỷ lực là nó ngang nha, thì nó sẽ không ghép bạn với một thằng 30 tỷ mà nó sẽ cho bạn đánh ở trận sau. À, nhưng mà trường hợp như vậy thì mình đã mất một lượt đánh chiến trường City 4 thì sao mình chấp nhận được, đúng không? Mình chưa hiểu chỗ đó anh em. Trong giai đoạn chiến dịch, bạn có thể di dời căn cứ của mình đến chiến trường chinh phục để tham gia quá trình chinh phục diễn ra trong 26 ngày tiếp theo. Cái này thì nói hơi thừa. Tất nhiên rồi, trong giai đoạn tổng kết, hệ thống sẽ phân phát phần thưởng cho chinh phục bao gồm nhưng không giới hạn. Cái gì? Tổng kết là phát quà. Phần thưởng nè, cho chinh phục. Bao gồm nhưng không giới hạn. Bao gồm những cái phần này nhưng mà nó sẽ không giới hạn cái gì? Giới hạn ở cái gì? Số lượng hoặc là... nhưng không giới hạn. Chưa hiểu lắm những cái thuật ngữ này, mình không rõ lắm. Giai đoạn kết thúc sẽ kéo dài một ngày. Giai đoạn kết thúc sẽ kéo dài một ngày. Ok, là kết thúc xong rồi anh em có một ngày để bị đẩy ra khỏi chiến trường. Ok, một ngày thôi, hồi trước là 3 ngày ha. Ok, sĩ quan mới gấu điên. Andrei Kupsky, tôi đọc vậy không biết đúng không nha. Tướng pháo binh, ok. Tôi đang tích trữ khoảng 800 tượng. Nếu như nó sử dụng tượng chung thì may mắn là mình sẽ búp được con tướng này đấy. Thay vì cái con tướng mua bằng rương hiện tại nha. Con tướng đắt quá. Bắn phá cấp tốc. Mình nghĩ là về con tướng thì mình sẽ làm một cái clip riêng để mình đánh giá con tướng nha anh em. Bây giờ mình nói content thôi, còn tướng thì nó chi tiết vào phần tướng rồi, mình để mình làm clip khác nha anh em. Mình tiếp đến phần tiếp theo, sự kiện tiếp theo là phòng trưng bày của Percy mới. Sự kiện mới, phòng trưng bày của Percy sẽ khai trương vào ngày 25 tháng 9 là 5 ngày nữa. Bên cạnh ngoại trang căn cứ, phòng trưng bày của Percy sẽ được một kho tàng đồ trang trí mới. Trong đó có ngoại trang đơn vị. À, cái này mình rất thích, ngoại trang cho pháo hoặc là xe SH nè. Anh em thấy review ở trong những cái xe rồi đó. Hiệu ứng tấn công căn cứ, nghĩa là tấn công căn cứ hay là căn cứ phản công. À, mình nghĩ là căn cứ phản công lại cái đợt tấn công của đối phương thì nó sẽ hiển thị một cái hiệu ứng gì đó hay hơn. Bong bóng trò chuyện. Đố anh em bong bóng trò chuyện là gì? Những cái icon á, những cái icon á, emotion á. Emotion hoặc là những cái mà bấm like đồ á, bấm like cái gì vậy? Để tôi vào, tôi cho anh em ví dụ là cái bong bóng trò chuyện, tôi hiểu là cái này nè. Thôi có gì mình khoe xe đục tăng 8.1 của mình luôn nè, biểu tượng cảm xúc á, tôi nghĩ là như vậy. Gì vậy? Bong bóng trò chuyện là cái này nè, mình nghĩ là như vậy.
tiếp tục tới đâu rồi, bong bóng trò chuyện nhãn dán, trò chuyện về nhiều thứ khác, nhãn dán nữa nè. Nói chung là từ tiếng Việt thì không biết, quen dùng từ tiếng Anh này, chỗ này nó phải dùng từ tiếng Việt thì tiếng Anh thì mình mới biết rõ ràng nó là emotion hoặc là icon hoặc là cái gì. À, nhiều thứ khác nha, cùng với các vật phẩm mới sẽ có một số ngoại trang độc quyền các sự kiện trước đây, sự kiện trước, hãy chú ý theo dõi, nghĩa là nó bán lại những cái ngoại trang cũ, những cái viên cũ đã qua rồi thì nó bán lại ha. Ngoại trang căn cứ mình rất là thích ngoại trang này nè, ngoại trang đơn vị nè, đây là sẽ là những thứ tuyệt vời nhất mà mình đánh giá đấy. Những cái màu sắc rồi, nói chung là tô màu thêm cho cái game này đi, game này giờ ít màu sắc quá, lỗi mà lát nữa tô màu cho nó đi, lát thêm nữa hả? Ok luôn. Sự kiện mùa thu, nhiều sự kiện quá. Trận chiến Loto, trong sự kiện mới này bạn có thể sử dụng bóng Loto để thắp sáng các ô trên thẻ Loto của bạn. À, cái event này có review rồi, mình sẽ lược bỏ cái phần này nha anh em. Nói chung là chạy ô để lấy quà, cái này event nó mở nhiều loại giống vậy lắm rồi. Hãy làm một chiến đô thị gì đó nè, săn phần thưởng đăng nhập rồi nhận quà nè. Ok, tối ưu hóa đơn vị hiện đại, cái này quan trọng nè. Tối ưu hóa giao diện cho đơn vị hiện đại khi cường hóa các mục của nguyên mẫu đơn vị hiện đại và việc chiến lực và bạc và bậc chiến lực tăng lên sẽ dễ nhìn hơn. Dễ nhìn hơn chưa rõ. Hiện bạn đã có thể nhấn và giữ nút cường hóa để cường hóa liên tục nguyên mẫu. À, là mình bấm liên tục, mình cứ lít lít mất công. Giờ hiểu rồi. Ok. Thay đổi mô hình, hình ảnh, nghệ thuật cho một số nguyên mẫu đơn vị 5 sao để đúng với thực tế lịch sử hơn. Ok, lại thay đổi hình ảnh, sợ lát lắm nha. Bổ sung âm thanh cho phần cường hóa nguyên mẫu. Ok, bây giờ bấm cường hóa thì nó sẽ phát ra âm thanh như đập đồ vậy đó. Ok, quy đổi linh kiện hiện đại. Tối ưu hóa việc đổi linh kiện hiện đại đơn vị di sản thành linh kiện đơn vị hiện đại. Linh kiện đơn vị di sản. Tôi quên cái món này là cái gì rồi. Nếu bạn không có linh kiện đơn vị di sản nhưng có nguyên mẫu và bản thiết kế cần thiết để chế tạo linh kiện đó thì hiện bạn đã có thể chọn chế tạo và quy đổi. Thao tác này sẽ chế tạo linh kiện và tự động quy đổi thành linh kiện đơn vị hiện đại. Đơn vị di sản. Linh kiện di sản là, theo tôi nghĩ là, ví dụ như cái xe M hoặc là xe H nó up lên thành một cái xe MB á, thì cái linh kiện của nó cũng thay đổi và cái này nó sẽ giúp cho cái việc chuyển đổi nó dễ hơn. Tôi hiểu là như vậy thôi, còn chính xác như nào tôi không có rõ. Di sản là cũ, còn hiện đại là mới, vậy thôi. Tối ưu hóa mối quan hệ giữa linh kiện đơn vị hiện đại và di sản. Trước đây chỉ có thể quy đổi động cơ hạng trung cho xe hạng trung và xe diệt tăng thành động cơ trực thăng. Hiện các linh kiện này cũng có thể quy đổi thành động cơ xe tăng chiến đấu chủ lực là chiếc MB. À, nghĩa là xe diệt tăng bây giờ cũng có thể đổi được qua MB à? Chưa rõ lắm nha. Chưa rõ. Trước đây linh kiện hệ thống treo xe tăng hạng nặng, đây là cái vấn đề hiện tại nè. Cái vấn đề này là một cái lỗi tôi từng comment rồi. Được quy đổi thành động cơ xe tăng chiến đấu chủ lực. Hiện các linh kiện này có thể quy đổi thành giáp xe tăng chiến đấu chủ lực. Ok. Nó đã fix cái lỗi ở H tăng. Tôi biết tôi không chơi H tăng, nhưng tôi biết cái nỗi khổ của mấy ông H tăng là bị mất cái chỗ này, bây giờ nó làm lại hợp lý hơn nè, đúng không? Đúng không? Tôi hiểu là như vậy. Hệ thống cơ chế linh kiện. Hệ thống cơ chế linh kiện nhắm đến việc gia cường linh kiện đơn vị. Tăng cấp cơ chế linh kiện của đơn vị sẽ tăng thưởng hỏa lực và sinh lực. Ok, nói chung là tăng hỏa lực và sinh lực, nói nhiều lắm vào. Do các linh kiện được trang bị cung cấp. Vật phẩm cờ lê thợ giáp.
cần có để nâng cấp cơ chế linh kiện có thể kiếm được thông qua các phương thức sau. Ok, để mà tăng sinh lực và hỏa lực cho cái linh kiện đó cần cái cờ lê. Cờ lê có thể mua từ khoản đầu tư, đây là tiền ha. Cửa hàng đấu trường. Đấu trường, ok, cửa hàng đấu trường là mỗi tuần sẽ mua được một lần nè. Thị trường là cái chợ đen đúng không ta? Cửa hàng VIP, ok. Cửa hàng quy đổi. Quy đổi. Ok. Đạt 120 điểm hoạt động bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Ok, cũng không hẳn là pay to win sẽ cho mình free đấy. Mua vũ khí mạnh, quân đội mạnh và các tặng phẩm khác. Vũ khí mạnh là mấy cái rương đó, nó tên là như vậy đó, mấy cái rương mua bằng tiền đó, nó tên là như vậy. Ok. Vừa có thể mua vừa có thể kiếm free to help hả? Ok. Cũng được, nhiệm vụ hàng ngày cũng cho nè. Chấp nhận. Điều chỉnh phần thưởng sự gì? Sự kiện gì? Thiếu nha, dịch thuật. Admin pay đó, add. Sửa chỗ này. Tăng phần thưởng Dương Đông kích cả tay. Ok. Hiện tại vẫn có thể nhận thêm phần thưởng. Điểm từ sự kiện Dương Đông kích tay là đánh low cost hắc quả đặc biệt á, bằng cách kiếm đủ điểm sự kiện. Thưởng điểm. Nếu máy chủ của bạn đi vào hoạt động trực tuyến ít nhất 180 ngày thì bạn có thể kiếm cấu kiện tinh chế bằng cách này. Ok. Cái máy chủ đó, máy chủ mà tồn tại được nửa năm á thì bắt đầu nó sẽ add cái linh kiện này vào cái sự kiện đóng Dương Đông kích tay, còn trước đó chưa có nha. Ok, hay đó. Là cái cấu kiện tinh chế này để chế xe tăng cao cấp đó anh em. Cờ lê thợ giáp cho hệ thống cơ chế linh kiện cũng đã được thêm vào danh sách phần thưởng điểm. Cờ lê thợ giáp là cái món là để nâng cấp cái linh kiện ha. Món nâng cấp linh kiện cũng add được cũng add vào cái mục mua bằng cái điểm mà kiếm từ cái Dương Đông kích tay. Nói chung là Dương Đông kích tay bước đầu cho những cái linh kiện. Sau khi bản cập nhật đi vào hoạt động, phần thưởng của các sự kiện đã bắt đầu diễn ra rồi, sẽ không bị ảnh hưởng từ các thay đổi này. Ok, sẽ chỉ xảy ra sau đó thôi. Điều chỉnh phần thưởng chiến dịch chi bắt gián điệp. Chiến dịch chi bắt gián điệp, tôi quên cái sự kiện này là sự kiện gì rồi. Cấu kiện tinh chế thêm vào 50 cấp, độ khó nguyên soái, bách thắng nguyên soái. Gián điệp này là nhiệm vụ gì tôi quên rồi. Chỉ có thể kiếm được, nói chung là 180 ngày mới có cái cấu kiện tinh chế này ha. Nếu mà chịu không qua. Sau khi bạn cập nhật đi vào hoạt động trực tiếp, phần thưởng các sự kiện nó bắt đầu diễn ra sẽ không bị ảnh hưởng. Ok. Điều chỉnh công nghệ liên minh lãnh thổ. Đây điều chỉnh. Ở đây đọc cái nói chung là nói chung cây công nghệ sẽ tốn ít tài nguyên để nghiên cứu hơn và có thể tiến trình mượt mà về mặt tổng thể. Mô tả chỉ áp dụng tới chỉ huy trong các lãnh thổ liên minh. Hiệu ứng thực tế công nghệ bằng bạn có thể không nhận được cái phần thưởng của mình. Lãnh thổ mà defend á anh em, mình nghĩ là sẽ được nhận các hiệu ứng thực tế của những cái nhánh công nghệ mới á, nhánh công nghệ chiến đấu. Khi anh em đứng trong lãnh thổ của liên minh mình thì mình sẽ được búp, hiểu là như vậy. Các tối ưu hóa khác, đưa chế độ đơn giản hóa vào trò chơi. Đây, những anh em mà bị lag á, bấm vào cái nút này nó sẽ giảm đồ họa đi ha. Mình thích á, mình thích để xem nó có hiệu quả như thế nào. Mình thì mất niềm tin vào đội ngũ dev này anh em. Bây giờ ra thì mình test thì mình mới biết nó như nào, mình confirm thôi anh em. Hiện tại nói sao mà biết vậy thôi. Trên bản đồ hiện tại có quá nhiều quân tiếp viện gây ra cản trở cho binh đoàn người chơi. Do đó, quân tiếp viện sẽ khởi hành từ căn cứ của bạn theo từng đoạn nhỏ thay vì đơn vị riêng. Đoàn mới đúng. Đoàn mới đúng nha. Đoàn nhỏ. Bộ binh là 16 đơn vị nè. Là khi mà anh em mua được 16 đơn vị nè, thì nó mới bắt đầu nó chạy đi nha. Thì bộ binh á, bộ binh là 104 đúng không? Hay là 100 quân quân rồi. 16 là 1 phần 8, khoảng 1 phần 8 đó. Xe tăng hạng nhẹ là 6 đơn vị nè. Xe tăng hạng chung
xe giải pháo, những cái này có cùng cùng số đơn vị ha, sẽ là 4 đơn vị. Nghĩa là bây giờ sẽ thuận tiện hơn cho những người mà người ta kêu kêu lẻ anh em. Đây là một cái búp ẩn cho những cái người mà đi săn lẻ xe nha. Thì thay vì hồi trước anh em một click anh em chỉ ăn được 2 xe thôi. Hồi trước là 1 xe nha, bây giờ xong rồi nó update thành 2 xe, bây giờ nó lại tăng lên làm 4 xe một lượt, thì nó giảm cái thao tác của mình mà hiệu quả thì cũng y như vậy ha. À, đỡ tốn thời gian hơn nữa. Nói chung đây là một búp khá là tinh tế cho những cái xe tăng nhỏ nha. Và xe tăng nhỏ ta cũng có mà làm một cái clip nói về sức mạnh đặc biệt của xe tăng nhỏ trên chiến trường City 4, thì mình có thể là mình sẽ up sau đi. Một cái khả năng rất đặc biệt, xe tăng hàng nặng. Này là 6 rồi, tôi biết này là 6. Dưới 8 sao một đơn vị. À, xe tăng hàng nặng thì không ảnh hưởng. À, tại một chiếc xe nó thì nó chiếm quá nhiều cái điểm lính á, lính yêu cầu á. Này dưới 5 sao mà nãy tôi tưởng là 8 chiếc, đang hình dung mơ hồ. Ok, nói chung là xe tăng chiến đấu chủ lực, xe trực thăng 2 đơn vị. Chiến đấu chủ lực 8 sao trở lên là một đơn vị. À, cái này nó chia ra cấp sao nữa, số lượng nó tùy thuộc vào cấp sao nữa ha. Hơi phức tạp chút xíu. Ok. Tối ưu hóa phần trình bày giao diện người dùng tổng thể. À, giảm độ sáng nè, bây giờ nó mới giảm nè anh em. Mình anh em đã khóc rất nhiều những tháng trước, bây giờ nó mới giảm nè. Tối ưu hóa phần trình bày giao diện người dùng, giảm tiểu tiết đi á, giảm độ sáng cho giao diện người dùng và tối ưu hóa các điều khiển thường sử dụng và cải thiện giao diện huy chương cùng nhiều tối ưu khác. Ok, các mục điều chỉnh này sẽ rõ ràng hơn, mang tính thẩm mỹ cao hơn và có phần hình ảnh đồng nhất. Ok, cái tính thẩm mỹ của cái đội ngũ thiết kế giao diện của bọn dev này nó đã được chứng minh rằng nó hơi bị kém. Cái khả năng mà tạo ra giao diện người dùng nó hơi kém nha. Bằng chứng là trước giờ anh em đã từng khóc lóc rất nhiều về cái màu sáng cũng như là những cái góc cạnh của cái game này, nó làm theo hướng hiện đại nó không được hợp lý lắm. Mình là dân lập trình chuyên nha, mình không có nhiều khả năng mỹ thuật mà mình nhìn phát mình cũng thấy chói rồi. Thì nói gì những người mà ta có mắt thẩm mỹ, thì bây giờ mình cái mắt thẩm mỹ của bọn này mới đi sửa lại thì không biết như nào ha. Chưa có hy vọng gì lắm nha. Ra thì mình mới đánh giá được ha. Ngoài ra chúng tôi đã điều chỉnh các mục VIP mail, VIP điểm VIP mail và nâng cấp công trình và giao diện khác để cải thiện khả năng sử dụng. Nói chung là nó muốn làm cho cái giao diện mà bấm bấm của anh em á, bấm cái nút này bấm nút kia, nó được mượt mà và nó được dễ mắt nhìn hơn so với bản mới hiện tại. Cái bản hiện tại nha, cái bản cũ thì rất đẹp nha. Bản cũ hiện đại, bản cũ thì cái màu nó tối tối á, nó khá là đẹp với một game chiến tranh. Rồi nó đi, nó làm cho cái giao diện trắng đi vậy. Chê quá trời, anh em chê quá trời luôn. Mình cũng chê. Khi nhận được ngoại trang căn cứ vĩnh viễn, bạn không còn phải sử dụng ngoại trang trước đó nữa. Giờ thì bạn có thể trang trí trực tiếp, trang bị trực tiếp. Tất nhiên rồi. Bổ sung vật phẩm, lựa chọn bản thiết kế vàng lục quân vào cửa hàng chiến dịch lục quân. Bản thiết kế vàng lục quân là những cái xe dưới bộ là nhiều xe lắm. Bổ sung vật phẩm, lựa chọn bản thiết kế vàng không quân vào cửa hàng chiến dịch không quân. Cửa hàng chiến dịch không quân. Ok, giờ nó bán bản thiết kế trong cửa hàng chiến dịch rồi. À, anh em chờ điểm lại để mua cái này nếu anh em cần ha. Bằng cách nghiên cứu công nghệ trận địa pháo đối không trong cây công nghệ cây giờ tôi liếu luôn rồi. Trong cây công nghệ phòng thủ thành phố, trận địa pháo đối không của bạn sẽ tự động tấn công tất cả các máy bay ném bom hiện đang tấn công căn cứ của bạn. Nghĩa là búp cho súng AA hả? Súng AA hiện tại đã bắn được rồi mà.
Vậy cái này sẽ búp hay là sao? Để lát đọc lại nè. Bộ binh hiện sẽ tự động tiến vào chế độ low cost mỗi khi dừng di chuyển. Đây, cái này là một hay nha. Một cái hay nha. Bộ binh nó có một cái điểm yếu là mình phải điều khiển nó quá nhiều. Khi mà nó đứng lại, mình phải bấm vào cái low cost nó tốn của mình vài thao tác và nó sẽ ảnh hưởng tới cái tốc độ của mình điều khiển cái con bộ binh ha. Đó là một điểm yếu của bộ binh mà trước giờ mình chưa có nhắc đến ha. Điểm yếu thao tác thì bây giờ nó bỏ đi rồi. Bộ binh dừng lại là sẽ auto biến thành low cost. Đó là một cái búp nha. Ok, bộ binh được búp nhưng mà búp này thì cũng khá là cơ bản. Bị mắng quá khóc hả? Ok. Bằng cách nghiên cứu công nghệ trận địa pháo đối không, trong cây công nghệ phòng thủ thành phố, trận địa pháo đối không của bạn sẽ tự động tấn công tất cả các máy bay ném bom. Trận địa pháo đối không. Cái này ra bởi vì hiện tại là súng A là bắn rồi thì nó thêm cái dòng này nó nói là ý cái gì, nó thêm được cái gì thì tôi chưa hình dung được đây. Ok. Có một cái là như thế này, admin bay mình thấy cái cảnh như này. Admin hoặc là admin group họ bị chửi nhiều. Đúng. Đúng. Anh em bức xúc thì chửi ai bây giờ? Chửi ad chứ chửi ai? Đâu chửi được bọn dev đâu. Bọn dev nó đâu có nghe những cái này. Thì chửi đẹp thì gây áp lực lên ad, gây áp lực lực lên admin thì admin bắt đầu gây áp lực cho bên nhà phát hành, cái đó là hợp lý. Nhưng mà thực chất là mấy người này không có giải quyết được vấn đề, mấy người này chỉ là tiếp dân thôi. Bộ phận tiếp dân thôi. Còn cái bọn mà trực tiếp mà nó sửa chữa hoặc là nó quyết định nó sửa chữa cái gì là những cái thằng ở trên, những cái thằng mà sale, những thằng CEO, những thằng giám đốc nó mới quyết định là thêm cái gì và bỏ cái gì. Thì những cái thằng đó là mới đúng là những thằng quyết định. Còn những người này thực chất là không có biết những điều đó ha. Chất này mắt nhìn là còn có hạn chế đó. Nhưng mà mấy người này là phải khéo chứ mà tiếp dân mà không khéo thì cũng bị chửi cho muộn phiền luôn ha. Ok, bye bye. Bye bye anh em nhé. Clip này mình làm đến đây thôi. Mình sơ qua những cái update này thì mong là game sẽ bớt lag thôi. Tôi sẽ chỉ mong cái điều đó để tôi bắt up trở lại. Tôi chơi game thôi. Lý do tôi ít chơi game là vì game này nó lag quá. Ok, hẹn gặp lại anh em ở clip khác. Anh em có thể chia sẻ clip này đến đồng môn của anh em để họ có thể thấy một cái góc nhìn gì đó từ mình ha. Rồi anh em có thể góp ý mình ở dưới ha. Ok, hẹn gặp lại clip khác. Gì gì vậy?